Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh và mời các anh xem video. Và hôm nay em quay video và giới thiệu với các anh xem. Đây trong video này em có 3 mẫu máy. Và em sẽ giới thiệu từng mẫu máy và đánh giá chi tiết về lực của máy và giá cả của máy. Các anh có xem và theo dõi video này hay là các anh mình đang có nhu cầu muốn mua máy bu lông mở ốc để về mình sử dụng, và các anh xem video này của em và các anh có quan tâm đến sản phẩm thì hãy xem em giới thiệu, và các anh có nhu cầu muốn mua thì liên hệ đến em. Dạ rồi, ok. Và đây thì em có 3 mẫu máy các anh. Đây là thứ nhất là mẫu máy này, là nó có mã số là 2861-20. Rồi mẫu máy này là dòng máy đời mới, hãng mới sản xuất vào năm 2021. Đây là mẫu máy mới, có mã số là 2962-20. Và mẫu máy này thì cũng đã sản xuất cũng lâu rồi và có lực mạnh hơn, mà có giá thì cỡ tương đương với cái mẫu máy mới này, lực lên đến là 1900 newton. Rồi ok, và sẽ mời các anh xem máy đầu tiên nha. Như thế này. Rồi đây là mẫu máy bu lông mở ốc dòng M18 hay là 18V đó các anh. Xài pin 18V. Đây là cục pin, xài pin 18V. Và mẫu máy này, máy này nó có chiều dài cỡ 1 tấc 7. Đây là phần hiệu logo Milwaukee, và đây là phần đầu búa, và đây là máy sử dụng đầu đầu vuông, đầu khẩu là 1/2, sử dụng phe tròn. Rồi máy thì motor, động cơ motor là không chổi than. Rồi các anh xem cái tem của máy, đây là hàng xuất Mỹ nha các anh, hàng của Mỹ. Cái tem có mã số là Casno 2861-20, dòng 18V. Và hàng của Mỹ đó thì có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Mẫu máy như thế này. Cái thân máy không thì nó có cân nặng là cỡ 1,7 kg, và có luôn thêm cục pin M18 XC 5.0. Máy dưới pin cân nặng cỡ 2,4 kg. Bóp cò thao tác rất là nhẹ nhàng, và có đèn led phía bên trước này. Rồi đây là chỗ cò đảo chiều đó. Rồi phía bên dưới thì nó có 3 số để các anh mình điều chỉnh tốc độ bắn. Số 1 thì nhỏ nhẹ, số 2, số 3. Rồi, và mẫu máy này mã số của nó là 2861-20, và có lực đập Newton, lực bắn là 813 Newton, là lực mạnh nhất là 813 Newton. Rồi, và máy máy này, thân máy không thì có giá 4,1 triệu, chưa có pin sạc. Pin sạc thì các anh mua thêm đó. Rồi máy lực 813 Newton là giá 4,1 triệu, chỉ thân máy, chưa pin sạc. Rồi tiếp theo đây là máy thứ hai. Nghe tiếng máy này em thấy chạy mạnh và im hơn máy 2861 vừa rồi đó các anh. Mẫu máy này thì hãng mới sản xuất năm 2021. Rồi thì thiết kế mẫu như thế này nhìn bắt mắt hơn. Găng guốc đồ là rất là chi tiết từng nét. Và cái thân này nó to hơn cái máy 2861 vừa rồi. Motor to hơn, đầu búa có thể to hơn, nhưng mà hãng thiết kế ngắn gọn. Nhỏ gọn nhưng mà lực mạnh hơn. Thường thường những cái máy thân sát to thì nó mới mạnh mới đúng không các anh, mà hãng Milwaukee này thiết kế hay, nhỏ gọn lại nhưng mà mạnh hơn cái máy lớn to đời trước. Hay cái chỗ đó các anh. Rồi, và mẫu máy này là máy bu lông mở ốc dòng xài pin 18V. Và mẫu máy được thiết kế như thế này, Milwaukee ở đây, phần đầu búa. Và máy có đầu vuông là 1/2, sử dụng phe tròn. Và phía trước thì có 3 bóng đèn led chiếu sáng như thế này đó, tăng cái độ sáng cao hơn để các anh mình làm việc trong góc tối đó, như thế này. Và máy thì motor không than,
phía sau thì hãng bắt 4 con ốc à, mở ra là sẽ thấy cái phần motor bên trong. Rồi các anh xem cái tem của máy, đây là hàng của Mỹ à, tem các chữ tiếng Anh không à. Mẫu máy đời mới, có mã số ở đây là Casno 2962-20 à, dòng 18V à, số series của máy và có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ à, máy à, sản xuất ở Trung Quốc à, Made in China đó, rồi xuất qua bên Mỹ và mua từ Mỹ về Việt Nam đó, hàng xuất Mỹ. Máy xài pin 18V và máy này à, nó có à, lực à, đập Newton à, là 881 newton à, 881 newton và máy này 2861 vừa rồi đó thì 813 newton à, lực là cỡ đồng nhau 800 newton và lực vận à, tối đa là găng 16 ly tiếp 24 à, mẫu à, hai mẫu máy này đó là rất là thích hợp với các anh mà làm à, xe máy sửa xe Honda, đặc biệt là bắn những ốc bánh sau xe Targa tiếp 24 là ga một phát nhẹ nhàng đảm bảo luôn à, máy này lực đập sẽ mạnh hơn máy hơi mà các anh mình đang sử dụng, những cái máy hơi mà tầm cỡ hai búa rồi đó ha, là thua máy này nha các anh à, đập không lại đâu, chắc chắn luôn á, máy xài pin mạnh hơn máy xài hơi. Rồi máy có lực là 881 newton và có 3 số à, 4 số để các anh mình điều chỉnh. Số 1 để bắn ốc nhỏ nhẹ, số 2 bắn ốc vừa, số 3 à, ba lực đập là 881 newton bắn ốc lớn mạnh. Rồi và thứ tư đó các anh là nó có chế độ là tự động à, nếu mà siết con ốc cứng rồi nó sẽ tự ngắt motor, hoặc là mở ra rồi á, nới lỏng á, là nó sẽ chạy chậm lại à, chế độ tự động như vậy thôi. À, số 3 là số mạnh nhất à, các anh bắn muốn mạnh thì để số 3. Và mẫu máy này thân máy không á, nó có cân nặng là cỡ 1,6 kg à, à, thêm cục pin nữa à, có pin nữa thì à, nặng cỡ 2,3 kg à, cầm cũng vừa tay, cũng không có nặng lắm. Có loại pin nhỏ hơn, pin 3.0 gắn vô sẽ cầm vừa tay hơn một chút đỉnh nữa. Rồi và mẫu máy này à, mã số là 2962-20 à, có giá là 5.500.000 à, giá 5.500.000 à, lực là 881 newton à, giá 5.500.000 và máy bên đây à, lực là 813 newton à, giá chỉ 4.100.000 à, 4.100.000 với 5.500.000 nó trên lệch giá như vậy là em báo giá này là chưa có pin sạc à, pin sạc thì các anh mua thêm à, trên lệch giá như vậy 4.100.000 và 5.500.000 à, cũng đồng lực với nhau là cỡ 800 newton à, là siết ốc vận ốc tối đa là cỡ găng 16 tiếp 24 à, các anh có quan tâm đến mẫu máy đó thì các anh mình muốn rẻ à, mà xài cũng tầm giống nhau thì các anh chọn máy 2861-20 này à, sẽ rẻ hơn được cỡ 1.400.000 á. À, các anh mà mình thoải mái thì các anh xài dòng máy đời mới à, để mình trải nghiệm và lực máy của nó sẽ đáp ứng lại là với cái số tiền mà mình bỏ ra à, và máy sẽ nhìn sẽ bắt mắt hơn à. Rồi và các anh thấy hai mẫu máy này các anh thích mẫu máy nào à, nếu có thích máy giá tiền rẻ hay là thích mẫu máy đời mới thì cho em một like à, cho một like của hai mẫu máy này và có ý kiến bình luận thì comment bình luận phía bên dưới video này à, cho em biết với nha. Rồi ok rồi và hai mẫu máy này à, tiếp theo là mẫu máy thứ ba, máy lớn mạnh để các anh mở ốc lớn à, đây là mẫu máy này. Mẫu máy này thì nó có mã số là 2767-20 à, đây các anh xem cái tem của máy đi à, cái tem cái chữ tiếng Anh không à, có mã số ở đây là Casno 2767-20 hàng của Mỹ, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ, đây là máy hàng xuất Mỹ nha các anh à, máy thì motor là không than à, có hiệu logo Milwaukee đây và đầu búa lớn hơn
xài đầu vuông là 1/2, sử dụng phe tròn đó, đầu 1/2 hết, thông dụng hết. Và máy này lực mạnh hơn hai dòng máy vừa rồi và có lực là 1900 newton, ở 1900 newton, vận ốc tối đa là cỡ gần 30 mấy ly luôn, tiếp 40 mấy là mở được luôn á các anh đó. Đó, rồi thì máy có 4 số để mình điều chỉnh luôn. Số 1 chạy chậm để mở ốc nhỏ, số 2, số 3 là số mạnh nhất. Và thứ 4 có hình xoắn tròn ở đây là chế độ vận ốc tự động luôn. Khi mà siết con ốc vào là nó sẽ cứng rồi nó sẽ dừng motor. Mở ra thì nới lỏng nó sẽ chạy chậm lại. Chế độ tự động như vậy. Muốn bắn lực mạnh là mình để số 3 bắn nha các anh. Và mẫu máy này nó có chiều dài là cỡ 2 tấc, chiều dài máy cỡ 2 tấc. Và máy có cân nặng, cái thân máy không là 2,6 kg. Rồi thêm cục pin M18 XC5.0, thêm cục pin thì 700 g nữa, là cân nặng 3,3 kg. Máy với pin là nặng 3,3 kg. Rồi mẫu máy này thì cái thân máy không giá 5,5 triệu. Thân máy không giá 5,5 triệu, có mã số là 2767-20. Mẫu máy này thì dòng máy đời mới, mã số 2962, giá 5,5 triệu. Lực là 813 newton, 881 newton. Và mẫu máy này là 2767, lực 1900 newton, cũng giá 5,5 triệu luôn. Hai mẫu máy này đồng giá 5,5 triệu. Chỉ thân máy chưa có pin sạc. Và các anh thấy nếu mà cũng tùy theo nhu cầu các anh sử dụng, nếu mà bắn cỡ ốc vừa gần 16 ly tiếp 24 thì chọn mẫu máy này xài. Còn mà bắn ốc lớn hơn như các anh mà xài mở ốc bánh lồng, máy cài, máy xới, hay là mình sửa máy các động cơ máy và hay là mở ốc xe tải hay là xe 16 chỗ thì xài mẫu máy này lực mạnh hơn, bắn khỏe hơn, mà giá tiền thì đồng cái máy này. Lực mạnh tới 1900 newton là nó sẽ cao hơn là 881, là tới 1000 mấy newton, bắn là khỏe hơn mà giá tiền đồng nhau. Thì các anh theo các anh thì các anh nếu có nhu cầu mua máy Vu Lông thì các anh sẽ thích mẫu máy nào hơn? Nếu mà các anh trong 3 mẫu máy này các anh có thích mẫu máy nào thì các anh cho em một like nha, và các anh comment bình luận phía bên dưới video này để em biết Rồi ok. Và như vậy em vừa giới thiệu với các anh xem 3 mẫu máy xài pin dòng 18V của hãng Milwaukee, hàng của Mỹ. Và em có báo giá luôn. Giá máy thì em có báo rồi, và chưa có pin sạc. Pin sạc thì mình mua thêm. Rồi, và các anh có xem video này của em và giới thiệu 3 mẫu máy này, các anh quan tâm đến sản phẩm và có nhu cầu muốn mua thì liên hệ đến em. Em là Thắng Phạm đó các anh. Có số điện thoại là 056 641 6368. Các anh có nhu cầu thì liên hệ đến em nha. Và máy xài pin 18V thì một cục pin 18V có thể xài chung 3 mẫu máy này. Một cục mà có thể xài được 3 mẫu máy này, dòng 18V là xài chung hết. Cái nó tiện lợi cái phần đó. Rồi, và thêm pin với sạc, pin M18 5.0 thì giá 1,4 triệu một cục, và sạc thì giá 900.000 một cái. Đó, em báo giá để các anh mình mua thêm. Dạ rồi, ok. Và cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video. Em kết thúc video tại đây. Và các anh có xem video này, các anh có ý kiến gì thì comment bình luận phía bên dưới. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.